Chắc hẳn trong số chúng ta hầu như ai cũng đã từng ăn bánh bao trứng cút. Còn gì tuyệt vời bằng một chiếc bánh bao thập cẩm, nóng hổi, xoa dịu cái bụng đang kêu òng ọc vì đói. Mà quan trọng là, sau khi đã nhấm nháp từng miếng nhân thịt thơm mùi nấm hương, mộc nhĩ, ta sẽ được đánh chén quả trứng cút nho nhỏ béo bùi, tạo nên một cái kết tròn vẹn cho bữa ăn. Thế nhưng, bạn có biết là hành động mà chúng ta ăn bánh bao để dành quả trứng cút tới tận cuối cùng, thật ra đó không hề xảy ra vô lý, mà là một màn ảo thuật của não bộ hay là không? Đúng vậy, thậm chí diễn biến tâm lý này còn có tên gọi, đó là quy tắc đỉnh điểm, kết thúc pick and roll. Trong video này, hãy cùng Spy Room đi tìm hiểu về pick and roll, hay chính là tâm lý khổ trước sướng sau của con người, qua bài viết Tâm lý khổ trước sướng sau từ đâu mà có, của tác giả Ngọc Anh, viết và đăng tải trên nền tảng website spyroom.com. Anh nghĩ là nó không có một cái giới hạn nào cả. Ông lao động là ông là nghề, nhưng mà ông nghệ thuật ông vẫn là nghề. Năng khiếu là một chuyện, coi như là một cái bước khởi đầu đi. Thế nhưng mà khi mà ông có năng khiếu nhưng mà ông lười đi, thì ông cũng chả làm được cái gì đâu. Thì với anh, cái từ giỏi ở đây là gì? Nghĩa là ông đặt ở đâu ấy, là ông đều có thể làm được cái điều đấy. Và ông đều giỏi và đều tốt được cái điều đấy. Và làm gì cũng thế thôi, thì hãy kiên định và làm hết mình với nó đi. Cứ 100% với nó đi. Hãy tốt hơn ngày hôm qua và tốt hơn ngày hôm nay. Thế thôi. Xem toàn bộ ở kênh YouTube Người Trong Môn Nghề, bọn mình có để link ở dưới phần mô tả. Từ bé đến giờ mình luôn có một thói quen là ăn cái phần không ngon, cái phần mình không thích trước, sau đó mới ăn đến cái phần mình thích nhất. Mình có suy nghĩ là vị của món ăn ngon nhất sẽ đọng lại ở cuối cùng, lấn át mọi cái món mình không thích trước đó. Cứ tưởng hành động đó rất kỳ cục, hoặc chỉ có mỗi một mình thế thôi. Nhưng mà thật bất ngờ, đó cũng là thói quen của rất nhiều người. Một khảo sát thói quen ăn uống của Đại học Pennsylvania, Mỹ cho thấy, chỉ có 5% số người trả lời chọn miếng thức ăn ngon đầu tiên, và có tới 35% muốn giữ nó đến cuối. Ở một vấn đề cũng rất quen thuộc khác, chúng ta chắc chắn có ít nhất một lần trong đời là người đưa ra hoặc nhận câu hỏi: "Tôi có một tin vui và tin buồn, bạn thích nghe tin nào trước?" Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, cứ 5 người thì sẽ có 4 người thích nghe tin buồn trước, sau đó mới đến tin vui. Những ví dụ tưởng chừng như là không liên quan ở phía trên lại là minh họa điển hình cho một hiện tượng tâm lý rất phổ biến, được người Việt từ xa xưa đúc rút thành cụm từ khổ trước sướng sau. Nhưng tâm lý này từ đâu mà có và nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của chúng ta? 1. Những thí nghiệm về kẹo. Thí nghiệm thứ nhất. Để xác định những kết thúc ảnh hưởng đến quyết định của con người như thế nào, nhà tâm lý học xã hội Ed O'Brien và Phobel Ellsworth đã có một thí nghiệm thế này. Họ mang một túi kẹo sô-cô-la quanh khuôn viên trường Đại học Michigan, phát cho sinh viên và yêu cầu họ đánh giá viên kẹo trên thang điểm từ 0 đến 10. Ở nhóm sinh viên thứ nhất, người đưa kẹo nói: "Đây là chiếc kẹo tiếp theo của bạn." Ở nhóm sinh viên thứ hai, người đưa kẹo lại nói: "Đây là chiếc kẹo cuối cùng của bạn." Đó đều là chiếc kẹo thứ 5 mỗi nhóm sinh viên được nhận. Họ đều không biết mình sẽ nhận được bao nhiêu viên kẹo. Thế nhưng nhóm sinh viên thứ hai lại đánh giá vị của chiếc kẹo thứ 5 cao hơn hẳn so với đánh giá của nhóm sinh viên thứ nhất. Tóm lại, người biết họ đang ăn chiếc kẹo cuối cùng sẽ thích chiếc kẹo đó nhất, hơn hẳn so với những chiếc kẹo khác và hơn hẳn với những người chỉ biết rằng họ đang ăn chiếc kẹo tiếp theo. Thí nghiệm thứ hai. Trong một thí nghiệm khác được thực hiện bởi nhà tâm lý học Daniel Kahneman, các nhóm trẻ em đã được đưa kẹo cao su và sô-cô-la trong đêm Halloween. Kết quả, nhóm nhận được sô-cô-la ở lần cuối sẽ vui nhất, còn nhóm nhận được kẹo cao su ở lần nhận cuối sẽ không vui vẻ bằng. 2. Pick and Rule. Những thiên kiến nhận thức trong những thí nghiệm đã được nhà tâm lý học và kinh tế học người Israel Daniel Kahneman và nhà nghiên cứu Barbara Fredrickson chỉ ra lần đầu tiên trong nghiên cứu có tên, khi giảm dần nỗi đau theo trải nghiệm, tạo ra một cái kết tốt đẹp hơn. Nghiên cứu chỉ ra rằng, con người không nhớ chính xác trải nghiệm của mình, mà chỉ nhớ đỉnh điểm nổi bật, pick, và điểm kết thúc, end, trong trải nghiệm đó. Điều này được đúc kết thành quy tắc đỉnh điểm kết thúc, tức là pick and rule. Quy tắc này đã lý giải cho những quyết định được nêu ở đầu bài. Thích để dành miếng ngon nhất ở cuối, mà cụ thể ở đây chính là quả trứng cút trong chiếc bánh bao của bạn. Hoặc là thích nghe tin vui sau cùng, khi bạn phải đứng giữa sự lựa chọn, có một tin vui và một tin buồn, muốn nghe tin nào trước? Ở trong tiếng Anh, người ta cũng có câu thành ngữ "Save the best for last", câu mà cựu Tổng thống Obama lý giải khi được hỏi tại sao đến những ngày tháng cuối cùng của nhiệm kỳ thứ hai ông mới đến Việt Nam để diễn tả tâm lý kể trên. Hay ở Việt Nam cũng có bài hát khá quen tai với lời nhằm diễn tả tâm lý này, đó là
Cổ trước xương sau thế mơ giàu. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Tóm lại, dù trải nghiệm có tiêu cực rất nhiều, nhưng chỉ cần có vài điểm tích cực nổi bật hoặc có một cái kết nhẹ nhàng viên mãn cũng làm cho con người thỏa mãn và hạnh phúc hơn. Ngược lại, sự thỏa mãn nhất thời nhưng không mang ý nghĩa khi nó kết thúc sẽ có thể khiến ta cảm thấy tiêu cực. 3. Khổ trước sướng sau có thể khiến ta quyết định sai lầm. Hồi bé với tâm lý miếng ngon để dành, mình đã để dành ly nước ngọt ở cuối bữa cỗ. Khi mình vừa ăn xong, định thưởng thức ly nước với sự thỏa mãn cực lớn sau thời gian chờ đợi kéo dài, thì một bác lấy ly nước của mình và nói: cháu không thích nước ngọt à? Thế cho cháu bác nhá. Thế là mình mất luôn cái ly nước mà mình đã cất công chờ đợi với cái tâm trạng hụt hẫng và buồn bực vô cùng. Câu chuyện trên chỉ là một ví dụ chia sẻ vui vẻ thôi, nhưng điều này cũng có thể xảy ra nếu bạn là người luôn chăm chăm vào việc khổ trước sướng sau, tức là bỏ qua sự thỏa mãn ở hiện tại mà chỉ tập trung vào tương lai. Trong tiếng Anh, khổ trước sướng sau chính xác là future focus, tức là chỉ tập trung vào tương lai. Trong khi sướng trước khổ sau, tiếng Anh lại là một cụm present focus, tức là tập trung vào thì hiện tại. Ở tuổi 20, ta khủng hoảng vì không biết mình thích gì, nghĩa là năm 30 tuổi, mọi thứ sẽ ổn hơn. Nhưng đến tuổi 30, mình lại khủng hoảng vì biết mình thích gì nhưng không có thời gian để thực hiện mà phải lo kiếm tiền để cưới vợ sinh con. Năm 40 tuổi, có tiền, có vợ, có con rồi nhưng lại buồn bực vì con bướng bỉnh, không nghe lời. Qua tuổi 50, con cái trưởng thành rồi, ta lại không có thời gian và sức khỏe để tận hưởng cuộc sống. Vậy đó, nếu quá tập trung vào tương lai không biết trước, ta sẽ khó mà hạnh phúc, bởi khi tương lai đến, nó sẽ biến thành hiện tại. Đó là lý do trong truyện Harry Potter, cụ Dumbledore đã bảo: người hạnh phúc nhất là người dùng tấm gương ảo ảnh, tấm gương phản chiếu khao khát mãnh liệt nhất trong lòng người soi, như một tấm gương bình thường, và khuyên Harry đừng chìm đắm vào đó rồi đánh mất đời mình. Thế nên, người có thể cân bằng được việc lựa chọn tập trung cho hiện tại và tập trung cho tương lai, tùy tình huống và thời điểm là tốt nhất. Ví dụ khi được giao việc, mình nghĩ ngay đến tương lai khi hoàn thành công việc để làm động lực. Còn khi việc đã làm xong, mình sẽ tập trung nghỉ ngơi, quan tâm đến những người thân yêu ở thời điểm hiện tại. 4. Làm thế nào để tận dụng pick and roll trong cuộc sống? Bên cạnh việc cân bằng giữa việc tập trung cho hiện tại hay tập trung cho tương lai, chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng tâm lý thích khổ trước sướng sau, thích tập trung vào tương lai của con người để làm tốt hơn công việc của mình. Ta có thể tận dụng pick and roll như sau. Thứ nhất, kết thúc bằng sự viên mãn. Trong tổ chức sự kiện hoặc đơn giản là khi muốn tạo niềm vui cho một ai đó, bạn có thể dành một điểm đặc biệt và tuyệt vời nhất ở cuối để khi sự kiện qua đi, điều tốt đẹp nhất là thứ đọng lại ở trong lòng người trải qua. Trong thi đấu, để đánh lừa đối phương, các vận động viên thường giấu nghề, chỉ bứt tốc hoặc là tung ra chiêu quyết định trong những thời khắc cuối cùng. Trong tập luyện, kết thúc bài thể dục bằng cường độ nhẹ nhàng hơn sẽ khiến cho bạn cảm thấy tích cực về buổi tập đó và có xu hướng mong chờ buổi tập tiếp theo hơn. Thứ hai, trải nghiệm buồn vui lẫn lộn. Theo Pick and Roll, nếu trải nghiệm chỉ hoàn toàn tích cực hoặc hoàn toàn tiêu cực sẽ không gây được ấn tượng cho người trải qua. Thay vào đó, những điểm pick sẽ khiến cho trải nghiệm hấp dẫn và đáng nhớ hơn. Áp dụng điều này, nhà biên kịch John August, người đã viết kịch bản chuyển thể thành phim cho bộ sách Charlie và nhà máy Sô-cô-la, gợi ý rằng đây là bí quyết cho thành công của những bộ phim Pixar như là Up, Cars, Toy Story. Cụ thể là những nhân vật chính sẽ đạt được điều mà họ muốn, như một ngôi nhà, chiếc cúp Piston, sự quan tâm của cậu chủ Andy, nhưng nhận ra đó không phải là điều họ thật sự cần. Cụ thể là họ cần một người bạn tốt, một người đồng hành thật sự. Sau đó nhân vật chính sẽ bỏ qua những điều mình đạt được để tìm kiếm đến điều có ý nghĩa hơn với bản thân của họ. Sự lên xuống trong cốt truyện như vậy sẽ tạo ra quá trình đáng nhớ và cái kết có ý nghĩa nhất. Vậy nên, bạn hoàn toàn có thể áp dụng điều này trong việc tạo dựng kịch bản, nghĩ ý tưởng cho một cốt truyện, chương trình truyền hình để gây ấn tượng cho khán giả. Tóm lại, rất nhiều suy nghĩ và hành động của chúng ta được dẫn dắt bởi Pick and Roll, một thiên kiến nhận thức thay đổi cách ta gợi nhớ về sự kiện. Điều này có thể dẫn đến những quyết định sai lầm, khiến chúng ta không tập trung cho hạnh phúc ở hiện tại, luôn đợi chờ tương lai không thể nắm bắt. Tuy nhiên, nếu quá tập trung thỏa mãn hiện tại, chúng ta lại đánh mất đi niềm vui thật sự, deep happiness, khi cố gắng kiến tạo tương lai. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát, kiềm chế hoặc tận dụng nó khi đã hiểu hơn về thiên kiến này. Các bạn nghĩ sao về lý giải thật sự nằm sau quyết định tâm lý khổ trước sướng sau? Đã bao giờ bạn có những trải nghiệm không vui khi quá tập trung vào tương lai mà quên tận hưởng hiện tại hay chưa? Hãy cùng chia sẻ với Spider Room ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!